Một đám phú nhị đã đến karaoke tay vị để giải trí, bốn thằng gọi bốn em xinh tươi căng tràn nhựa sống đến để vị tay cầm. Giải tỏa nỗi nhẫn nhịn cả tuần nay, nhưng ở quán karaoke này có quy định chỉ được móc cua mà không được đóng gạch ở trong quán. Chính vì điều đó khiến các anh trai khoai to lắm tiền này cảm thấy không hài lòng chút nào. Họ tìm đủ cách để đóng gạch bằng được các cô gái. Một thanh niên đổ một loại thuốc vào ly rượu, sau đó dùng ngón tay khuấy đều, tiếp theo là bắt cô gái uống bằng hết. Cô gái đương nhiên là biết được sau khi uống ly rượu đó sẽ bị thành người tối cổ, vì thế cô ta biện lý do từ chối. Đẹp trai lắm tiền tức giận cầm chai rượu trị giá 400 triệu đập vào đầu cô gái. Tiếp theo là một trận đánh đập dã man và tàn bạo. Những người bên cạnh không can ngăn còn chỉ trích cô gái có phúc mà không biết hưởng thụ. Vào khi đó người quản lý quán bar đến. Ông ta tên là Lee Ti-sik. Anh ấy vừa nhìn đã nhận ra kẻ đánh người là con trai của một tay chính trị quyền lực rất ghê gớm. Anh chỉ muốn đưa cô gái rời đi để mọi chuyện diễn ra yên bình. Nhưng tên lắm tiền kia hống hách đã thành thói quen, coi trời như bằng vung, không coi ai ra gì. Anh ta cầm chai rượu 400 triệu đã vỡ lên tiến về Ti-sik, lớn tiếng muốn dạy dỗ anh ấy cách làm một con thú cưng. Kết quả không cẩn thận trượt chân bị ngã, tự tay bóp giái mình bị mảnh sành đâm trúng vào cổ, trực tiếp tiễn cậu ta đi gặp ông bà ông vải. Ti-sik không hề lo lắng mấy, bởi vì do hắn ta tự chuốc lấy hậu quả, và thêm anh ta cũng là người có máu mặt ở khu này. Vì thế căn bản anh không quan tâm đến mấy chuyện này, nhưng không ngờ lần này anh ta đã gặp rắc rối lớn. Bố của tên phú nhị đại đó đã kêu gọi mọi mối quan hệ tống anh ấy vào tù tàn khốc nhất Hàn Quốc. Anh lăn lộn rất nhiều năm, bước vào tù một cách rất chi là bình tĩnh. Đúng như tên gọi của nó, đây là nhà tù tàn bạo nhất Hàn Quốc, chuyên giam giữ những thằng tội phạm cặn bã nhất của xã hội. Bên trong toàn là thành viên băng đảng xã hội đen có tiếng, một bên là băng đảng hổ rừng xanh, còn một bên là băng đảng xa độc. Chỉ một phát đá bóng trúng người của băng đảng bên cạnh thì cuộc chiến nảy lửa sống còn đã diễn ra, cuộc chiến đấm đá nhau tranh giành quyền lực không hồi kết. Thậm chí cảnh vệ của ngục tù còn dùng đến vòi rồng phun xương, ngăn chặn cuộc chiến của hai bên lại để không bị thương vong. Ngục tù trưởng cũng phải bó chân bó tay vì đám côn đồ này. Động vào chúng nó thì sau này chúng nó ra tù chém chết vợ con mình mất, nghĩ thôi cũng đã sợ con mẹ nó rồi. Đến giờ ăn cơm thì tên cầm đầu của băng đảng hổ rừng xanh cũng phải được ăn món gà hầm sâm yêu thích của mình. Ăn vào để tiếp thêm năng lượng chiến đấu. Nhìn thân hình run sợ của tên phát đồ ăn cũng cho biết quyền lực của hắn ta như thế nào rồi. Về phía băng xà độc cũng không kém cạnh, thằng kia có gà hầm sâm thì thằng này cũng phải có gà hầm củ tỏi. Sau khi nhận thức ăn thì đàn em phải có một nghi lễ là chúc đại ca ăn ngon miệng. Vào ban đêm thì lấy bút lông làm đậm những vết xăm ở sau lưng khẳng định vị thế của mình. Người quản lý thấy thế không la mắng, ngược lại còn tặng cho bọn chúng một bao thuốc lá. Một rừng không thể có hai hổ, một nước không thể có hai chủ tịch Tập Cận Bình, một ngục tù không thể có hai đại ca. Cho nên vào ngày hôm nay hai băng đảng quyết chiến một trận để giành chức đại ca ở trong tù, không thằng nào chịu nhường thằng nào. Trận tỉ thí nhanh chóng đã diễn ra, từng người lên tỉ thí một, nếu một chân bước ra vòng tròn bánh xe coi như là thua cuộc. Cuộc chiến cứ như vậy cho đến người cuối cùng, nếu bên nào còn dư người thì sẽ quyết định băng đảng đó là trên cơ. Tên đẹp trai của băng đảng xà độc lao lên, cậy mình học taekwondo được nhiều năm, bộc phá bằng cú đá của mình về phía đối phương, nhưng ẵm một phát đau đớn vào đùi non. Tiếp theo là bại trận, một thằng khác lại lao lên, hạ chốt đối phương của mình nhanh chóng, cứ thay phiên nhau như vậy. Giờ đây đã đến trận chiến của hai thằng trẻ trâu mạnh nhất ở trong tù. Hai thằng cởi trần ra chiến đấu, những cú đánh ăn miếng trả miếng và đôi chân rất linh hoạt, tình hình chiến đấu càng ngày càng rất chi là tình hình. Vì thế cảnh vệ phải ngăn chặn cuộc chiến lại để tránh thương vong. Hôm nay Lee Ti-sik vào tù vì bị thế lực chính trị chơi xấu, mấy người trong trại thấy lính mới vào thì rất phấn chấn. Rất nhanh đã bị người cầm đầu ở băng đảng xà độc khiêu khích. Tất nhiên là anh ta không chịu nhường nhịn rồi, từ từ lại gần hắn ta, bất ngờ cho hắn ta một phát đạp. Thằng tiếp theo lao lên cũng gánh hậu quả tương tự đại ca của mình, khi thế áp đảo tất cả mọi người. Sau đó bị giám mục cản lại và vào phòng giam, phía đại ca bên hổ xanh cũng nghe được tin từ tên giám mục là Lee Ti-sik đã đến. Đại ca của muôn loài đã xuất hiện, về phía xà độc thì rất tức giận vì không nhận ra đại ca của rừng xanh đã đến. Sau khi giám mục trưởng biết được thân phận của Ti-sik, ông ta đã đích thân đi đến phòng giam của anh ấy, mang theo đồ ăn đồ uống ngon đến phục vụ. Ông ấy nhờ Ti-sik quản lý những kẻ cầm đầu ở đây. Rất nhanh tin tức đại ca của muôn loài ở Hàn Quốc đã lan ra khắp phòng giam. Ngày hôm sau trong thời gian giải lao, khi Ti-sik ngồi trên ghế nghỉ ngơi thì đại ca hổ xanh đưa đàn em đến chào hỏi, nói rằng sau này sẽ tuân lời anh ấy như một loài thú cưng. Thằng hôm qua bị Ti-sik đá ngất cũng đưa đàn em đến xin lỗi, nói mình có mắt như bị đuôi, hy vọng anh ta có thể bỏ qua cho mình. Ti-sik không tính toán so đo với ai. Anh ta chỉ nói sau này chung sống hòa bình, đừng gây chuyện làm loạn là được. Dưới sức ép của Ti-sik, hai đại ca phải bắt tay ngoan ngoãn để giải hòa. Từ bây giờ nước sông nước cống sẽ hòa làm một. Giám mục trưởng nhìn thấy cảnh này rất vui mừng. Ông ấy không ngờ Ti-sik chỉ cần thở thôi mọi người đã ngoan ngoãn như vậy. Chuyện bản thân vất vả mãi mà không giải quyết được, Ti-sik chỉ cần vài câu nói là yên bình ngay. Từ đó về sau ở trong ngục không còn cãi nhau hay chia bang phái chém giết lẫn nhau nữa. Mọi người nô đùa vui chơi giải trí. Chính vì điều đó Ti-sik được đối đãi rất tốt, thậm chí quản lý còn muốn cấp lương tháng cho anh ta.
Vì có sự xuất hiện của T-Six nên các tù nhân biểu hiện càng ngày càng tốt, nhảy nhú muốn làm idol, hai bang phái chung sống hòa bình. Bởi vì phạm nhân biểu hiện tốt, nhà giam đã được bầu là nhà giam gương mẫu nhất Hàn Quốc, giám mục cũng nhờ vậy được thăng chức. Trước khi đi, ông tổ chức một bữa tiệc linh đình để chiêu đãi, thậm chí ông ta thuê cả Blackpink đến biểu diễn bài nhạc sôi động. Từ khi quản ngục trưởng đi, những ngày tháng tốt đẹp của những phạm nhân đã kết thúc. Bởi vì người giám mục mới đến nhậm chức, hắn ta mới chính là kẻ thù của T-Six. Mới ngày đầu làm việc đã dạy dỗ tên quản lý không trượt miếng nào. Nếu không nghe lời, hắn ta sẽ đe dọa còn cắt lương của ông ta. Dưới sự áp đặt của giám mục trưởng mới, đã biến ông ta từ lương thiện thành một kẻ độc ác. Chỉ vì miếng cơm, ông ta không ngần ngại đánh đập tàn bạo và dã man. Mọi thứ bây giờ cũng đã thay đổi trở thành quy luật như trước đây. T-Six cũng dặn dò hai đại ca rằng là không nên làm liều. Một hôm, giám mục trưởng ra lệnh cho mọi người lục soát hết tất cả đồ đạc của phạm nhân, không ngờ lại thấy một bao thanh long sau khi phát hiện ra chủ nhân của bao thuốc. Thế là một lần nữa lại bị hành hạ và đánh đập dã man. Giám mục trưởng uy hiếp các phạm nhân đem tội đổ lên đầu T-Six, chỉ cần có người phản kháng thì sẽ bị đánh đập đến chết. T-Six cứ vậy mà lĩnh thêm vài năm tù. Bữa cơm giờ đây cũng chỉ còn là cơm trắng chan nước canh. Càng ngày càng trở nên tồi tệ, mọi tù nhân cũng đều rất bất mãn về hành động này. Nhưng gặp một tên giám mục trưởng tính nóng như kem thì cũng phải chấp nhận. Hóa ra người con trai của hắn ta chết trong quán bar mà T-Six quản lý. Vì nỗi uất hận mất đi con trai của mình, nên hắn ta muốn T-Six lần này sống không bằng chết ở trong nhà giam này. Ngày ngày bị ông ta chói tay lên và bị hành hạ một cách điên cuồng, thậm chí còn bị đánh cho đến ngất xỉu. Mọi người bị bỏ đói cũng không còn sức để làm việc, nhiều người thì muốn thoát khỏi cảnh địa ngục này, nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi những chiếc dùi cui của mấy tên cai ngục. Người quản lý rất bất mãn về hành động này của ngục trưởng, nhưng bởi vì quyền lực có hạn nên chỉ có thể mặc kệ hắn ta lộng hành chức quyền. Vào một ngày, người phụ nữ đến nhà giam để thăm chồng, cô ta chính là vợ của T-Six, kết quả là bị ông ta chê bẩn, hạ thuốc mê, sau đó là chụp lại ảnh lưu niệm. Không chỉ vậy, hắn ta còn cho người lôi cổ T-Six đến, tiếp theo là ở trước mặt T-Six móc lốp vợ của anh ta trước mặt T-Six. T-Six nhìn thấy vợ mình như vậy, anh ta rất phẫn nộ nhưng lại không thể làm gì được, chỉ có thể dương mắt nhìn vợ mình bị làm nhục. Hắn ta còn nói rằng sẽ bán cô ấy cho mấy ông Tây để bị rỗng tích. Tiếp theo sau đó, hắn ta ra lệnh cho thuộc hạ đánh ngất T-Six kéo về phòng giam. Quản giáo không ngờ tên giám mục mới này lại là người xấu xa như vậy. Và một hôm, giám mục trưởng hắn ta tìm đến tên đại ca của bang đảng Xà Độc, dùng giảm án làm điều kiện trao đổi để cậu ta bắt và bán vợ của T-Six đi. Anh ta vốn muốn từ chối, nhưng hắn ta đã uy hiếp rằng mẹ của anh ta đang bệnh tật đầy mình không có ai chăm nom. Anh ta sau khi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng đã quyết định đồng ý. Rất nhanh hắn ta đã được ra ngoài tại ngoại. T-Six cũng không muốn ngồi yên chờ chết và rất lo lắng cho sự an toàn của vợ mình, vì thế hạ quyết tâm vượt ngục. Nhưng kế hoạch này không phải là việc dễ dàng gì. Cũng may là bình thường T-Six hay giúp đỡ mọi người, nên tất cả đều tình nguyện giúp anh ấy một tay. Rất nhanh kế hoạch được tiến hành. Một phạm nhân nói T-Six đang bị ngộ độc thức ăn, thu hút một cai ngục để mở cửa. T-Six giả vờ nằm bất tỉnh, bằng vài động tác cơ bản, đánh ngất giám ngục, lột sạch đồ của anh ta mang lên người mình. Bước đầu đã thành công, còn không ngừng cảm ơn anh bạn tù của mình. Sau đó tập hợp đàn em, kế hoạch tiếp theo là gây ra một màn bạo loạn để thu hút tất cả sự chú ý của cai ngục. Rất nhanh một cuộc bạo loạn đã diễn ra, T-Six nhân cơ hội đi ra khỏi nhà giam. Lần này quản giáo cũng đã biết T-Six đã vượt ngục thành công, nhanh chóng điều động người đi truy lùng. Tiếp theo sau đó là đến tìm giám mục tàn ác để nói rõ mọi chuyện. Nhưng ông ta lại yêu cầu quản giáo giấu mọi chuyện đi, bởi vì ngày mai bộ tư pháp sẽ đến đây kiểm tra. T-Six sau khi vượt ngục, anh vẫn ngày ngày đi tìm tung tích của vợ mình. Sau khi gặp một đám xã hội đen và cho bọn chúng một bài học thì đã tìm được manh mối của vợ mình. Tiếp theo anh tìm đến một cửa hàng massage làm nail, nhìn thấy vợ của mình đang ngồi trước cửa, rõ ràng là đã bị ép buộc làm việc mua bán dâm với nhiều người đàn ông khác. Khi đang chuẩn bị đưa vợ rời đi thì Mi Nam đưa cả bằng đảng Xà Độc của mình kéo đến. T-Six không muốn lãng phí thời gian vàng bạc của mình, chỉ vài ba chiêu đơn giản đã hạ gục đám tay chân này rồi. Tiến thẳng lại gần chỗ của Mi Nam, cho thằng đầu sỏ một phát bạt tai. Hắn ta biết bản thân không phải là đối thủ của T-Six, vội vàng giải thích là bản thân cũng bị ép buộc làm những việc này, sau đó quỳ xuống đất xin sự tha thứ. Ngay lập tức hắn ta đã rút dao đâm vào bụng của T-Six. T-Six đành cắn răng chịu đựng, dùng chút sức lực còn lại để đối phó và hạ gục tên đầu sỏ kia. Sau đó dưới sự giúp đỡ của vợ cùng nhau chạy trốn, đàn em của Mi Nam đuổi theo phía sau không chịu cắt đuôi. Sau một hồi lâu mèo đuổi đuôi chuột thì hai người núp vào sau cánh cửa kính. Vì để vợ của mình không gặp nguy hiểm, anh giấu vợ vào một căn phòng nhỏ. Sau đó một mình chạy ra ngoài để thu hút sự chú ý. Rất nhanh thằng đầu sỏ kia đã tìm thấy anh, hai người lập tức giơ cẳng chân hạ cẳng tay với nhau. T-Six tuy bị thương nhưng sức chiến đấu vẫn không hề giảm. Sau một hồi tranh đấu quyết liệt, tên đầu sỏ kia cũng bị một phát chí mạng. Hai bên đều bị ngã xuống. Lúc này Mi Nam nói với T-Six, bản thân mình đã liên hệ với phóng viên. Chỉ cần anh ấy tự mình tố cáo với họ thì có thể lật đổ được tên giám ngục trưởng hiện tại. Nói xong thì rút điện thoại ra.
T-Six không từ chối mà đồng ý, thừa nhận việc vượt ngục của mình. Sau đó tố cáo tên giám mục trưởng lạm dụng quyền ép buộc vợ anh ta bán diêm. Rất nhanh phóng viên đến phòng làm việc của hắn ta, chất vấn về tin tức kia có thật hay không. Hắn ta tức giận liền đuổi phóng viên ra ngoài. Nhưng người của Bộ Tư pháp thấy hắn ta có chút hoảng loạn, vì thế liền cho người kiểm tra điện thoại ông ta, phát hiện ra những hình ảnh vợ của T-Six đến nỗi ông ta xem thôi cũng nhỏ dãi. Cộng thêm khuôn mặt biến thái của hắn ta hết giường chối cãi, quản giáo cũng được thăng chức thành giám mục trưởng. T-Six và Minam hai người tự dìu nhau chạy về tù để đầu thú. Hai người được đưa quay lại trở về phòng giam. Giờ đây trại giam này lại có người để cầm đầu, mọi người vẫn tôn trọng và nghĩa khí của đại ca giang hồ. Từ bây giờ dưới sự chỉ huy của giám mục mới, trại giam này họ chung sống với nhau như một gia đình. Cảnh quay này cũng đã kết thúc bộ phim hôm nay mất rồi. Nếu thấy hay hãy ủng hộ mình một like và một đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn.